cháu trai sắp sang Nhật, cụ bà dúi tiền cho cháu cho bằng được. Đúng là tình yêu của ông bà là vô bờ bến. Mới đây một tài khoản TikTok đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cụ bà cố dúi tiền đi đường cho cháu. Có thể thấy trong clip, giữa một vài đồng tiền lẻ bà vẫn nhận ra tờ 500.000 đồng để đưa cho cháu trai. Đoạn clip tuy ngắn nhưng cũng gợi nhớ ký ức đẹp về ông bà của mọi người.